chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phòng dịch Covid-19, học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh dừng đến trường từ ngày mai 2 tháng 2. Tỉnh Bình Dương tiến hành phong tỏa trường đại học Thủ Dầu Một. Tai nạn giữa một xe máy và một xe tải khiến hai người tử vong tại chỗ. AstraZeneca chuyển giao thêm 9 triệu liều vaccine Covid-19 trong quý 1 năm nay cho EU. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cùng cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng dịch Covid-19. Theo đó, từ ngày 2 tháng 2, học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn không đến trường. Việc dạy và học được thực hiện thông qua Internet nhằm bảo đảm kế hoạch năm học 2020-2021. Cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục vẫn thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch năm học của thành phố. Các trường cần nhanh chóng chuyển đổi hình thức dạy và học qua Internet, bảo đảm lịch trực và bảo đảm thông tin xuyên suốt trước, trong và sau Tết Tân Sửu. Trong sáng nay, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương xác nhận một sinh viên lớp sư phạm tiểu học trường đại học Thủ Dầu Một đã có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Trước diễn biến phức tạp, ngành y tế tỉnh đã tiến hành phong tỏa trường đại học Thủ Dầu Một, thành phố Thủ Dầu Một. Hiện tại, toàn bộ khu phố 5 với hơn 3.000 hộ dân xung quanh trường đại học Thủ Dầu Một đã bị phong tỏa do có liên quan tới sinh viên trên. Khu vực phong tỏa được đặt chốt chặn ở hai đầu đường Trần Văn Ơn, có các lực lượng y tế và dân phòng đứng làm việc. Hiện tất cả các nhu yếu phẩm tiếp tế từ bên ngoài cho các hộ dân sẽ được đưa vào cổng khu cách ly và người dân sẽ ra nhận về. Trường hợp sinh viên nữ dương tính sinh năm 2002, con gái của bệnh nhân 1801 tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, từ Hải Dương về đã được Bộ Y tế công bố. Hiện sinh viên này đã tiếp xúc gần khoảng 300 người trong trường đại học Thủ Dầu Một. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương xem xét dừng tổ chức đào tạo sát hạch để đảm bảo tránh lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng. Đồng thời, trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh, Tổng cục cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, khai báo y tế theo quy định. Trong đó, chú trọng công tác khử trùng phương tiện, lập danh sách hành khách, niêm yết các khuyến cáo của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới về các biện pháp phòng tránh dịch trên phương tiện. Các hãng hàng không vừa ra thông báo về chính sách hỗ trợ cho hành khách bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hành khách đã đặt vé Vietnam Airlines nhưng đường bay bị ảnh hưởng, có thể hoàn trả vé ra Travel Voucher với ưu đãi tặng thêm 10% giá cước vé. Với Bamboo Airways, hành khách được đổi vé miễn phí, không phụ thu chênh lệch sang chuyến bay mới cách giờ khởi hành ban đầu, không quá 72 giờ. Còn Vietjet Air, với đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Vân Đồn Quảng Ninh phải tạm dừng khai thác từ ngày 29 tháng 1 năm 2021. Hành khách được chuyển đổi vé miễn phí sang các chuyến bay khác có lịch bay trong vòng 72 giờ. Các hãng hàng không cũng lưu ý, hành khách thực hiện việc thay đổi trước ít nhất 3 tiếng so với giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay. Việc hỗ trợ chỉ được áp dụng một lần đối với một vé. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin cho biết, chính quyền Manila sẽ tìm đến các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, để học hỏi cách thức giúp tiêm chủng ngừa COVID-19 cho hàng triệu người dân. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng mà Philippines hướng đến bởi Việt Nam được đánh giá cao vì đã quản lý tốt các đợt lây nhiễm đầu tiên và tự phát triển vaccine trong vòng vài tháng sau khi đại dịch xảy ra. Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen của Việt Nam đã sản xuất vaccine Nanocovax ngừa COVID-19 đầu tiên và đã thử nghiệm trên người với đánh giá ban đầu là có hiệu quả. Ngoài Việt Nam, Ấn Độ cũng là quốc gia mà Philippines hướng đến trong nỗ lực tìm kiếm nguồn cung vaccine ngừa COVID-19. Chuyển sang các thông tin khác, người dân sẽ không phải lo tình trạng khan hàng tăng giá đột biến trong dịp Tết này. Mới đây, các nhà cung cấp đã khẳng định nguồn cung hàng hóa Tết dồi dào, chủng loại, đa dạng phong phú, phục vụ đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân. Để kích thích nhu cầu mua sắm và đảm bảo lượng hàng hóa, nhiều siêu thị cho biết đã chuẩn bị nguồn cung tăng tới 30%, kèm theo đó là nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn lên tới 50%. Lượng hàng hóa ở đây rất là phong phú. Thực ra thì đi vào trong siêu thị này mình cũng kết hợp
mua được rất là nhiều đồ. Giảm giá này được mỗi chút thì nói chung là cũng tốt cho những cái túi tiền, vì bây giờ năm nay Covid, con cái đi làm thì nó cũng khó khăn. Quan trọng nhất là chúng ta phải tăng cường công tác kiểm soát giá cả thị trường. Theo chức năng nhiệm vụ từ trung ương đến địa phương, chúng ta phải kiểm soát chặt tình giá cả. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa càng trở nên cấp thiết. Để đủ hàng và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng cần được hỗ trợ để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, cân đối cung cầu dự trữ để hàng hóa đến tay người tiêu dùng với mức giá hợp lý. Hiện các cơ sở kinh doanh cá giống, các tiểu thương ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã chủ động nguồn cung đáp ứng nhu cầu cá chép cho ngày ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp. Năm nay, Hợp tác xã Cá Chép Đỏ và Dịch vụ Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã nuôi ươm được trên 30 tấn cá chép đỏ để cung cấp cho thị trường. Dự kiến giá cá chép đỏ loại đẹp giá từ 100 đến 120 ngàn đồng một ký. Với giá này, bình quân mỗi gia đình nuôi cá chép đỏ ở Thủy Trầm lãi từ 70 đến 100 triệu đồng. Theo phong tục của người Việt, trên mâm cỗ cúng tổ tiên ngày Tết không thể thiếu hình ảnh quả dưa hấu đỏ. Bởi vậy, loại trái cây này luôn được các gia đình lựa chọn. Một tin vui đến cho nhiều người là năm nay dưa hấu hứa hẹn bội thu, ghi nhận tại Lâm Đồng. Thời tiết thuận lợi nên dự kiến năm nay, sản lượng dưa của gia đình này giữ mức ổn định, vườn dưa đang sắp độ chín rộ. Đang mong muốn là từ nay tới Tết bệnh này thì nó đỡ, cho dưa nó lên giá được ít nào thì dân thì nó đỡ đấy. Hầu hết diện tích dưa của gia đình ông Bùi Cao Ngàn ở huyện Đà Tẻ đã được thương lái đặt hàng. Sau khi trừ chi phí, vụ dưa hấu năm nay, ông thu về gần 100 triệu đồng. Bình quân là 5 triệu qua 5 tấn một rào. Nếu mà giá năm nay là ăn Tết rất là hào hứng, rất là vui. Toàn tỉnh Lâm Đồng xuống giống gần 300 hectare dưa hấu, tập trung chủ yếu ở hai huyện Đà Tẻ và Cát Tiên với những giống dưa như Phù Đổng, Trang Nông, An Tiêm, Hồng Cúc, trồng xanh cho năng suất và chất lượng cao. Đến nay thì một số cái diện tích ven sông, rồi một số diện tích trồng lúa mà kém hiệu quả do hạn hán nặng thì bà con người đã tập trung chuyển đổi cho cái cây dưa hấu. Và qua đánh giá thì phải là cây dưa hấu phát triển rất hiệu quả. Hình ảnh quả dưa hấu đỏ tượng trưng cho một năm mới nhiều may mắn, ấm no, hạnh phúc, và hình ảnh những ruộng dưa hấu chín rộ đã tô đậm thêm không khí ngày Tết cận kề. Elsa, ứng dụng học nói tiếng Anh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI vừa chính thức gọi vốn thành công tại vòng Series B với con số lên đến 15 triệu đô la Mỹ. Elsa cũng là startup đầu tiên của người Việt Văn Đinh Hồng Vũ được vào tới vòng chung kết của cuộc thi triển lãm công nghệ giáo dục đầy danh giá SXSW Edu. Elsa nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư đến từ châu Á với sự tham gia của VI, Vietnam Investment Group, là nhà đầu tư chiến lược ở dòng này, song hành cùng SIG. Bên cạnh đó, các quỹ đầu tư của Elsa từ dòng trước như Credit Ventures, quỹ mạo hiểm chuyên đầu tư vào trí tuệ nhân tạo của Google, cũng tiếp tục rót vốn đầu tư trong dòng này. Trong khi đó, tham gia hỗ trợ Elsa trong kế hoạch khai phá thị trường châu Mỹ Latin sẽ là hai nhà đầu tư hoàn toàn mới. Elsa đã xây dựng thành công AI độc quyền trong lĩnh vực nhận diện giọng nói, Speech Recognition, đạt chính xác trên 95%. Chúng tôi chỉ ra chính xác những lỗi mà mọi người mắc phải và cố gắng tìm hiểu nguyên nhân vì sao người ta mắc các lỗi đó nhằm giúp họ cải thiện phát âm trong tiếng Anh và có thể là các thứ tiếng khác trong tương lai. Trong bối cảnh dịch bệnh đã và đang đẩy nhanh tiến trình số hóa, xu hướng làm việc từ xa ngày càng gia tăng và các doanh nghiệp chú trọng hơn vào việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho nhân viên, đặc biệt là ở khu vực châu Á và châu Mỹ Latin. Sáng nay, kênh truyền hình quân đội Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở nước này trong một năm. Tuyên bố được đưa ra sau khi nước này xảy ra chính biến và các lãnh đạo chính phủ bị bắt giữ sáng cùng ngày. Thông báo cho biết tình trạng khẩn cấp được triển khai nhằm ổn định đất nước và một số tướng lĩnh quân đội đã được chỉ định làm tổng thống lâm thời. Quân đội Myanmar cũng cáo buộc Ủy ban bầu cử quốc gia đã để xảy ra những bất thường lớn trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Tuyên bố được đưa ra sau khi cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống Aung San Suu Kyi, Bộ trưởng Tài chính và Kế hoạch Soe Nui Luin cùng một số quan chức khác thuộc NLD đã bị quân đội bắt giữ sáng 1 tháng 2. Hiện mạng lưới thông tin tại thủ đô Nay Pi Taw và một số khu vực khác ở Myanmar bị gián đoạn. Đài phát thanh truyền hình nhà nước Myanmar MRTV cũng thông báo không thể phát sóng do các vấn đề kỹ thuật. Bất đồng giữa Liên minh châu Âu EU và AstraZeneca dường như đã được tháo gỡ phần nào sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm qua thông báo hãng dược phẩm sẽ chuyển giao thêm 9 triệu liều vaccine COVID-19 trong quý 1 năm nay, nâng tổng số vaccine cung cấp cho EU trong giai đoạn này lên 40 triệu liều.
Trên Twitter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết thêm, quá trình chuyển giao sẽ bắt đầu sớm hơn một tuần so với dự kiến. Tuần trước, AstraZeneca đã đề xuất đẩy sớm quá trình chuyển giao vaccine cũng như bổ sung 8 triệu liều cho EU nhằm giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, giới chức EU cho rằng số lượng như vậy là quá thấp so với cam kết ban đầu của hãng này, là ít nhất 80 triệu liều trong quý đầu năm nay. Hồi đầu tháng Giêng, AstraZeneca đã bất ngờ thông báo sẽ giảm nguồn cung vaccine cho EU do vấn đề trong khâu sản xuất ở châu Âu. Trong khi đó, vào hôm qua, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã công bố sáng kiến giúp đẩy nhanh quá trình vận chuyển vaccine COVID-19, đặc biệt tới các nước đang phát triển. Sáng kiến có tên gọi Liên minh Logistics Vaccine với sự tham gia của hãng hàng không Emirates và công ty logistics toàn cầu DP World. Liên minh này sẽ phối hợp với các hãng dược, các đầu mối trung gian và chính phủ các nước để tiến hành bảo quản, vận chuyển và phân phối vaccine tới bất cứ nơi nào trên thế giới trong vòng 48 giờ. Nỗ lực sẽ tập trung ở các thị trường mới nổi, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch và gặp thách thức trong vấn đề logistics. Đại úy Tom Moore, nhân vật nổi tiếng khi kêu gọi quyên góp được hàng chục triệu bảng Anh trong đợt dịch COVID-19 năm ngoái, đã không may mắc phải căn bệnh này. Ông Tom Moore sắp sửa bước sang tuổi 101. Tuần trước, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và hiện phải nhập viện để hỗ trợ thở, nhưng không phải điều trị tích cực. Năm ngoái, nhân kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi, ông đã thực hiện thử thách dùng xe đẩy để đi bộ nhiều vòng, nhằm quyên góp 1.000 bảng Anh cho cơ quan y tế công NHS. Bất ngờ, đoạn video đã gây sốt trên mạng xã hội và nhiều người đã chung tay cùng ông quyên góp tới 33 triệu bảng Anh. Cựu binh này sau đó đã được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị phong tước hiệp sĩ, nhận 2 kỷ lục Guinness và rất nhiều sự cảm mến của dân chúng. Nhiều chính trị gia tại Anh như Thủ tướng Boris Johnson và lãnh đạo công đảng đối lập đều đã gửi lời chúc đại úy Tom sớm bình phục. Ít nhất 12 người, trong đó có 7 trẻ em đã thiệt mạng trong 2 vụ chìm thuyền ở Colombia. Nhà chức trách cho biết vụ việc xảy ra vào ngày thứ Bảy theo giờ địa phương gần Tumaco, cảng biển quan trọng nhất nhì ở khu vực Thái Bình Dương của Colombia. Khi gặp nạn, hai con tàu này đang trên đường từ Tumaco đến San Juan de Guerrillo. Số lượng hành khách trên 2 tàu chưa được xác định. Hai thuyền này được cho là chở nhiều hành khách, nhưng những người thiệt mạng đều không mặc áo phao. Hiện ngư dân và người dân địa phương đã cứu sống được 36 người. Nhà chức trách Colombia đã cử nhiều lực lượng bảo vệ bờ biển với sự hỗ trợ của máy bay tới khu vực hiện trường để tìm kiếm những người còn mất tích. Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra. Những chiếc xe cổ mang lại bầu không khí sôi động xen lẫn hoài niệm trên đường phố Paris vào sáng Chủ nhật. Tổng cộng có hơn 700 chiếc xe thuộc nhiều chủng loại và thời kỳ, tham gia trong sự kiện diễu hành lần thứ 21 ở thủ đô nước Pháp. Đoàn xe di chuyển trên đoạn đường dài khoảng 20 km, xuất phát từ lâu đài Vincennes, băng qua nhiều biểu tượng như Dương cung Thánh đường Sacré-Cœur, nhà hát Cối xe gió đỏ, Khải Hoàn Môn và Tháp Eiffel. Tận hưởng bầu không khí trong lành và dạo quanh đại lộ đẹp nhất thế giới trên chiếc xe cổ, với tôi như vậy là quá đủ. Khi còn bé, tôi đã mơ ước sở hữu một chiếc xe, rồi sau này lớn lên và có đủ tài chính, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Tuy không được tụ tập quá đông, nhiều người dân vẫn dừng lại bên đường để đón chào đoàn xe. Một gia đình gấu trúc tại Vườn Thú Quốc gia Smithsonian tại thủ đô Washington, Mỹ vừa gây sốt mạng xã hội khi cùng nhau nô đùa dưới tuyết. Những hình ảnh dễ thương đã được camera quay lại, tâm điểm đổ dồn về chú nhóc Panda mới 5 tháng tuổi Quizzy cùng cha Tian Tian và mẹ Mei Xiang ra ngoài trời trượt tuyết. Đây cũng là lần đầu tiên chú Panda này tiếp xúc với tuyết. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ gây hứng thú cho cậu được 5 phút. Tiếp theo, nhẫn tâm sát hại cô gái mới quen, một đối tượng vừa bị công an tỉnh Đồng Tháp tạm giam. Tự gây tai nạn sau khi dùng rượu bia, một người đuối nước khi ngã xuống kênh đồng. Công an tỉnh Long An ngày 30 tháng 1 cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Hiệp sinh năm 1997, ngụ xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Lúc 16 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2020, tuần tra tại đoạn đường kênh trung tâm xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, công an huyện phát hiện Hiệp điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ quốc tịch Campuchia.
Hiệp khai nhận được một đối tượng cư ngụ tại huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng, Campuchia liên hệ để đưa người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam với tiền công 500.000 đồng. Sau khi điều tra xác minh, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hiệp. Ngoài ra, Hiệp còn khai nhận vào ngày 18 tháng 8 năm 2020 và ngày 24 tháng 8 năm 2020, người Campuchia nói trên đã hai lần gọi điện thoại cho Hiệp đến khu vực cầu Mỏ Heo đón và đưa hai người Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia trái phép. Huỳnh Phương Linh, 30 tuổi, nhẫn tâm sát hại cô gái mới quen vì buồn chuyện tình cảm. Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng này. Theo điều tra, vào khoảng tháng 11 năm 2020, Linh buồn chuyện tình cảm nên mua dao tính tự tử nhưng chưa làm. Khi đến huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp đi uống nước, Linh làm quen với một cô gái. Thấy cô gái này nói chuyện với người khác, thanh niên này bực tức nên lên kế hoạch sát hại. Linh đưa nạn nhân về nhà trọ quan hệ tình dục trước khi dùng dao giết nạn nhân rồi tự tử. Tuy nhiên, chủ nhà trọ đã phát hiện kịp thời và đưa cả hai đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt xóa 9 điểm ghi số đề trên địa bàn huyện Dương Minh Châu và bắt giữ nhiều đối tượng. Tăng vật thu giữ gồm 2 xe ô tô, 25 điện thoại di động, một đồ thu camera, một màn hình vi tính và trên 300 triệu đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng đầu tháng 6 năm 2020, Trần Văn Trung sinh năm 1979, ngụ huyện Dương Minh Châu và Đỗ Sang Hoài sinh năm 1992, ngụ thị xã Hòa Thành tổ chức đường dây ghi số đề với quy mô lớn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu cùng nhiều địa bàn giáp ranh thông qua tin nhắn điện thoại di động. Tổng số tiền mua bán số đề hàng ngày từ 100 đến 200 triệu đồng. Qua đó, đối tượng Trung và đối tượng Hoài đã thu lợi bất chính được số tiền khoảng hơn 100 triệu đồng. Công an huyện Dương Minh Châu đang tạm giữ các đối tượng nêu trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Tây Ninh hôm nay đã tìm được thi thể một nạn nhân nam tại kênh Đông, đoạn gần cầu Ba Tấn thuộc xã Đông Thuận, thị xã Trảng Bàng. Trước đó lúc 0 giờ, đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận tin báo hỗ trợ tìm kiếm một người bị tai nạn đuối nước tại kênh Đông. Nạn nhân 33 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng. Anh Nguyễn Văn Phết là bạn của nạn nhân cho biết, vào khoảng 22 giờ ngày 31 tháng 1, anh và nạn nhân điều khiển xe máy sau khi đi nhậu về. Khi vừa qua khu vực trên thì xảy ra tai nạn, khiến cho nạn nhân rơi xuống kênh và mất tích. Nhận tin báo, đơn vị nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện cứu nạn cứu hộ dưới nước đến hiện trường. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy được thi thể nạn nhân cách hiện trường khoảng 12 mét và đã giao thi thể nạn nhân cho chính quyền địa phương tiếp tục xử lý. Cuối giờ trưa nay, một vụ tai nạn giữa một xe máy và một xe tải đã xảy ra tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, làm hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 phút trưa nay trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, xe tải lưu thông theo hướng từ quốc lộ 13 đi đường Phú Lợi. Khi đến phường Phú Hòa thì va chạm với xe máy do một người đàn ông khoảng 60 tuổi điều khiển có chở theo hai bé nhỏ. Sau va chạm, cả ba ông cháu ngã xuống đường, người ông và cháu trai khoảng 8 tuổi tử vong tại chỗ, bé gái 4 tuổi bị xây xát nhẹ. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn kéo dài. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt để đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông tránh ùn tắc. Sáng nay trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong. Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang trích xuất camera an ninh để làm rõ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng trên đường Phan Chu Trinh, đoạn gần ngã 6, thành phố Buôn Ma Thuột, xe thư báo do tài xế Bùi Mạnh Đức Nie, 29 tuổi, trú tại xã Ea Tun, điều khiển, lưu thông theo hướng ngã 6 đi huyện Cư Em Ga. Khi đến khu vực gần giao nhau với đường sắt thành phố Buôn Ma Thuột, thì va chạm với xe đạp do bà Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, trú tại huyện Buôn Đôn điều khiển. Cú tông mạnh khiến bà Hồng ngã xuống đường và bị xe thư báo cán tử vong tại chỗ. Được biết, bà Hồng đang trên đường đi làm thì gặp nạn. Ở Bình Thuận cũng xảy ra một vụ tai nạn chết người. Vào khoảng 22 giờ tối hôm qua, Nguyễn Anh Khoa sinh năm 1987, ngụ thành phố Phan Thiết và Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1988, ngụ thị trấn Phú Long điều khiển xe máy lưu thông ngược chiều nhau trên đường Phú Long Phú Hải, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc. Đến km 1+800, hai phương tiện va chạm nhau cực mạnh khiến anh Hùng tử vong tại chỗ, người còn lại nguy kịch được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cũng đã không qua khỏi sau đó. Tại hiện trường, hai xe văng xa hơn 30 mét, hư hỏng nặng. Đến rạng sáng nay, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm các tử thi, tiếp tục làm rõ nguyên nhân tai nạn.
Từ hôm nay, khoảng 2 triệu người Australia bắt đầu ngày đầu tiên chịu cảnh phong tỏa nghiêm ngặt để chống dịch COVID-19, sau khi nước này phát hiện một trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng ở thành phố Brisbane, thủ phủ của bang Tây Australia. Lệnh phong tỏa kéo dài 5 ngày. Ca lây nhiễm trong cộng đồng nói trên là nhân viên an ninh tại một khách sạn được dùng làm nơi cách ly cho những người trở về Australia từ nước ngoài. Thủ hiến bang Tây Australia cho biết, đến nay đã có 66 người trong số các trường hợp tiếp xúc gần với người đàn ông được xét nghiệm COVID-19 và đều cho kết quả âm tính. Kết quả xét nghiệm của những người còn lại dự kiến sẽ hoàn tất trong hôm nay. Cùng ngày, Thủ tướng Scott Morrison cho biết, chính phủ Australia sẽ chi ít nhất là 4,8 tỷ đô la Mỹ cho chương trình tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19. Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng 2 này. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, một vụ nổ súng đã xảy ra tại một trung tâm thương mại ở bang Wisconsin của Mỹ, khiến một người chết và một người bị thương nhẹ. Theo cảnh sát địa phương, kẻ nổ súng đã rời khỏi tòa nhà trước khi cảnh sát có mặt và hiện vẫn đang lẩn trốn. Vụ việc diễn ra vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều 31 tháng 1 theo giờ địa phương, tại trung tâm thương mại Fox River Mall ở thị trấn Cranshut, ngoài ô thành phố Upperton. Theo cảnh sát, có nhiều phát súng nổ ra tại một trong các sảnh chính của trung tâm này. Không rõ động cơ của vụ nổ súng là gì, danh tính của các nạn nhân chưa được công bố. Nhà chức trách đang khám xét hiện trường, thẩm vấn các nhân chứng và truy tìm hung thủ. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai với những thông tin cập nhật trong đêm. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.